Hải Phòng đây là mưa bão, không biết là chắc là mọi người nghĩ là vào đông đủ nhưng mà không biết là hay chống lụt không biết. Và hay là có bị ảnh hưởng bởi mạng không? Dạ. Nên Hà Nội cũng mưa từ hôm qua đến giờ, trời lạnh. Dưới này bây giờ bắt đầu thấy có gió. À thế ạ. Hà Nội mưa từ chiều hôm qua. Hôm nay không biết là bao nhiêu độ. Để vệ sinh cái tay. Nếu bình thường chắc là hôm nay là chẳng ai đi đâu được bởi nó có khả năng là tham gia đông ấy, nhưng mà không biết làm sao mà bây giờ chưa thấy. Hôm nay Hà Nội có 2-3 độ thế ạ. Ở Hải Phòng thì cũng thấy lạnh, cũng 20-21 rồi. Nhưng mà giờ đang thấy gió to và mưa to. Hôm nay là thầy Toàn sẽ dạy lớp mình 2 buổi cuối đấy ạ. Vâng. Sau đó thì chắc là thầy Nghĩa cũng sẽ lên một cái kế hoạch để hỗ trợ thêm cho các thầy cô. Và chúng em cũng đang hy vọng là sớm được về Hải Phòng để có thể hỗ trợ trực tiếp Nhưng mà trường và anh cũng rất mong là được sự hỗ trợ các thầy cô, bởi lý do là đến cuối tháng 10, khoảng 25 tháng 10 chúng tôi mở câu lạc bộ tem. dạ đó Năm theo ngoái mở ra theo kế nó hoạch dịch mà hôm virus. trước có bàn với anh Cường ạ, thì là cũng chúng em cũng đang lên kế hoạch để bàn giao cái bộ kit ấy. Vâng. Mà Hải Phòng đang có quy định cách ly nên là cũng hơi Vâng. căng. Không, bây giờ cũng mở rồi nhưng mà vẫn phải về, về nếu về phòng vẫn bị cách ly cho nên là cũng Vâng. khó. Nên kế hoạch này, chúng tôi ở dưới Hải Phòng thì đợt trước tôi đề xuất lên ba cái đơn vị để tham gia cái câu lạc bộ, để làm mở câu lạc bộ và triển khai cái tem là trong cuối tháng 10 này, không biết là chắc là chỗ đồng chí Hoàng Anh đã chuyển lên cho thầy cô rồi. Rất mong sao là đến trước ngày 25 là bọn tôi có cái những cái bộ kit đấy để chúng tôi triển khai. Vâng ạ, vâng, cái đấy thì em sẽ bàn thêm với anh Cường nhé. Vâng, dạ vâng ạ. Vâng. Vâng. Thầy Toàn ơi, bây giờ thầy bắt đầu chưa ạ? Hay là mình chờ thêm một chút nữa? Vâng, đang xin thầy chờ thêm khoảng 5-10 phút nữa đấy ạ. Để Chiều nhắn nay riêng cho. nhờ anh Cường là quán triệt là hôm nay buổi cuối rồi, mình cố gắng vào đúng giờ nhé. Vâng, Học dạ sớm vâng. để nghỉ sớm ạ. Vâng. Thầy Toàn dạy rất là đúng giờ, vào đúng giờ và thầy thường kết thúc sớm hơn. Thế nên là các thầy cô cố gắng là mình vào học đúng giờ. Chứ ngày nào cũng chờ thêm mấy phút này cũng sốt ruột phết. Nhất là những thầy cô vào sớm. Ờ, anh Toàn làm ở Vĩnh Phúc thì vẫn đi đi về về được ạ? À? Vâng, anh xem đảo của em cái. Em đảo đấy, em không pha nước chấm à? Ừ, anh lật nó lên cho em cái. Đến bữa cơ sáng cơm thì nấu cá thì mình là không có nước chấm pha. Anh lật nó lên, em vừa mới lật mà.
Các thầy cô nhìn thấy slide trên màn hình chưa nhỉ? Em thấy rồi thầy ạ, chắc là các thầy cô cũng thấy đấy ạ. Thì Thế rồi thì... mình tiếp tục nhé. Thế thì ở trong cái bài hôm trước tôi cũng đang giới thiệu một số các cái phương pháp liên quan đến vấn đề về học máy. Thì ta đã tìm hiểu được các cái phương pháp như là hồi quy tuyến tính đúng không? Rồi các phương pháp Kamin, láng giềng. Và hôm qua là một phương pháp mới gọi là logistic regression hay còn gọi là hồi quy logistic. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu tiếp một cái phương pháp khác gọi là hồi quy softmax. Thì bản chất của các cái phương pháp hồi quy thì nó khác nhau ở cái hàm hồi quy ấy. Thì hôm qua thì mình tìm hiểu về hàm hồi quy logistic, còn bây giờ nó có một cái hàm mới gọi là hàm softmax. Thì hàm này sẽ được sử dụng khá là nhiều trong lĩnh vực hồi quy và sang cả phần về mạng neural network thì người ta cũng sẽ sử dụng hàm softmax khá là nhiều để làm cái hàm đầu ra cho cái quá trình của cái tầng mạng cuối cùng. Bây giờ việc đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu về hồi quy softmax, một số các cái ví dụ cũng như bài tập. Thì ví dụ và bài tập thì coi như các thầy cô sẽ tự học và tự xem. Sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng cái hàm hồi quy softmax ở trên Python. Thì đây là một cái thư viện cũng đã được cài đặt sẵn rồi. Đấy, cách sử dụng khá là đơn giản. Thì chúng ta sử dụng cho các cái bài tập của mình. Sau đó thì nhiệm vụ là chúng ta sẽ mở rộng và so sánh với những cái phương pháp ở hôm trước, xem cái mức độ chính xác sẽ đạt đến đâu và cái ưu nhược điểm của các cái phương pháp đó. Bây giờ phần đầu tiên là giới thiệu về hồi quy softmax. Thế thì chúng ta để ý là hồi quy softmax thì các thầy cô đợi tôi một chút. Thì ở đây chúng ta để ý là hồi quy softmax là một cái thuật toán phân lớp mà dựa trên một cái hàm, nó có tên là cái hàm softmax. Ở đây ta giả sử gọi ô là giá trị đầu ra. Đấy, và về sau thì như chúng ta biết là nếu như trong hồi quy tuyến tính thì bản chất rất là đơn giản, đầu ra được tính theo cái công thức như chúng ta nhìn thấy ở trên, đó là bằng x xì nhân với w. Đấy, trong đó x xì là thường là cái vector đầu vào, còn w thường là ma trận trọng số. Đấy, thì ta có thể hiểu người ta gọi là phép biến đổi tuyến tính. Ví dụ như là ta sẽ có là gì ạ, ví dụ đầu ra thì bằng gì ạ, ví dụ bằng 2x1. Đấy, ví dụ như vậy, cộng với 3x2, kiểu như vậy. Trong đó thì đấy, ví dụ đây thì đương nhiên ta sẽ có O1 và O2, ví dụ như vậy, với trong cái không gian hai chiều. Như thì một cái phép biến đổi như thế này người ta gọi là cái phép biến đổi tuyến tính, có nghĩa là cái đầu ra sẽ phụ thuộc tuyến tính vào đầu vào, hay người ta còn thực hiện bằng một cái tổ hợp tuyến tính của các cái giá trị đầu vào. Đấy, thì trong cái phương pháp hồi quy tuyến tính mà mình đã học trong cái buổi hôm trước, bản chất là như vậy. Tuy nhiên thì có rất nhiều các cái quan hệ nó phức tạp, nó không phải là các cái dữ liệu đầu ra phụ thuộc một cách tuyến tính vào đầu vào,
Do vậy, sử dụng cái hồi quy tuyến tính thì sẽ không chính xác, cái mức độ chính xác sẽ khá là thấp. Thế thì ở đây chúng ta để ý ta sẽ có một cái hàm mới có tên là cái hàm softmax. Đấy, softmax. Hàm softmax thì được tính bằng cái công thức đó là E mũ OI trên tổng sigma của E mũ OK. EXP là hàm E mũ. Đấy, E mũ. Ví dụ đây là hàm E mũ X đấy. Thì ở đây của mình sẽ có hàm E mũ OI, trong đó bởi vì chúng ta là một cái vector n chiều. Chính vì vậy mà mỗi một cái giá trị PI thì chính là bằng softmax của OI, hay được tính theo cái công thức như ta nhìn thấy ở trên đây. Đầu vào của hàm softmax là một vector, mỗi giá trị ở trong vector đó có thể là một số thực và thường nhận giá trị ở trong cái khoảng 0 đến 0, 1. Chính vì vậy mà về sau hầu hết các cái bài toán liên quan đến sử dụng các hàm softmax, người ta đều chuẩn hóa dữ liệu về trong cái đoạn 0, 1 là vì như vậy. Còn tổng các giá trị đầu ra thì luôn luôn bằng 1. Tổng các giá trị đầu ra luôn luôn bằng 1. Và đặc điểm của cái hồi quy softmax đó là hồi quy softmax sẽ có số nút đầu ra bằng với số lớp của bài toán. Ví dụ ta trong cái bài toán ta phân lớp bị phân hai lớp chẳng hạn, đó là ví dụ phân lớp người ta thường gọi là phân lớp OK NG. Đấy, OK là tốt, NG là xấu, là tồi, ví dụ như vậy. Đấy, thì khi đó cái số nút đầu ra sẽ bằng đúng 2. Và đương nhiên thì hồi quy softmax sẽ sử dụng chính của mình, đó là cái hàm softmax để thực hiện cái quá trình đưa đầu ra. Ta có thể nhìn thấy đây là một cái hình ảnh minh họa về cái hồi quy softmax. Ví dụ là ta sẽ có tầng vào đầu tiên, input của chúng ta, tức là tầng vào, layer tầng vào. Mỗi một cái hình tròn ở đây ta có thể hiểu là tương ứng với một cái thuộc tính nào đó. Đấy, ví dụ như trong cái bài toán của mình hôm trước, mình dự đoán cái cholesterol theo tuổi chẳng hạn, thì ta có thể hiểu một cái nút này chính là tương ứng với trường tuổi hay thuộc tính và tuổi. Cái nút thứ hai chính là tương ứng với cái chỉ số gọi là BMI mà chúng ta đã xem xét trong ví dụ hôm trước. Tất nhiên để điều chỉnh thì người ta sử dụng thêm một cái hệ số gọi là hệ số điều chỉnh, hay ta còn gọi là hệ số bias, hệ số điều chỉnh, để tạo ra sự mềm dẻo trong cái quá trình điều chỉnh cái đầu ra tương ứng với đầu vào. Thì khi đó mỗi một cái giá trị đầu thuộc tính này sẽ tương ứng với một cái đầu vào và sẽ được truyền qua các cái lớp đầu ra. Ví dụ đây là ta có lớp đầu ra gọi là output layer. Thì ta có thể hiểu là mỗi một cái phần tử này là tương ứng với một lớp của bài toán của mình. Ta có một cái khái niệm gọi là cross entropy loss. Thì cái khái niệm cross entropy thường đi cùng với hàm softmax để tính cái hàm mất mát thông tin. Và ở đây ta giả sử gọi P là cái vector được tính từ hàm softmax của mình. Hay chính là cái đầu ra đấy, chính là cái đầu ra. Và Y chính là cái nhãn. Thông thường trong cái bài toán của mình thì mỗi cái nhãn này thường được biểu diễn dưới dạng là cái vector gọi là one-hot encoding. Cái khái niệm về vector one-hot thì tôi đã giới thiệu hôm trước rồi. Nhưng chúng ta đã ý hiểu rằng là trong cái vector đó chỉ có một giá trị bằng 1 thôi. Đấy. Còn tất cả các giá trị khác bằng 0 thì người ta gọi đó là cái vector one-hot. Thường người ta biểu diễn và người ta sử dụng rất nhiều để cho việc biểu diễn các cái lớp. Đấy, tôi lấy ví dụ đây là hai cái vector one hot, thì cái vector đầu tiên ví dụ là tương ứng với cái lớp số 2, số 1 chẳng hạn, thì cái vector thứ hai sẽ tương ứng với cái lớp thứ hai, ví dụ như vậy, người ta dùng để biểu diễn cho bài toán phân lớp. Giá trị của hàm L sẽ được tính như sau. L thì được tính bằng tổng sigma của II nhân với log của PI. Và nếu như ta đạo hàm của hàm L theo từng cái giá trị OI thì ta sẽ có cái dạng sau đây. Đạo hàm riêng của hàm L
theo cái OI thì bằng PI trừ đi II. PI trừ II. Ở đây thì tôi đã đưa ra một cái công thức để chứng minh đạo hàm của hàm L theo OI. Thì chúng ta để ý là đạo hàm riêng của L theo OI thì được tính theo cái công thức của mình là bằng trừ tổng sigma của IK nhân với đạo hàm của log PK chia cho đạo hàm chia cho D của OI đấy. Thì đây gọi là đạo hàm riêng. Và sau qua một cái quá trình biến đổi thì ta sẽ tính ra được bằng công thức là bằng PI trừ II, chính là công thức tôi đã đưa ra ở bên slide đằng trước. Và từ đó chúng ta sẽ thực hiện việc tối ưu tham số dựa trên gradient descent. Thế thì theo công thức ở trên chúng ta dễ dàng nhận thấy là diện PI x sẽ bằng, đây là hàm E mũ WI cộng WIT, tức là cái ma trận trọng số của mình và thực hiện việc chuyển vị đấy ạ. Đấy, cái ký hiệu WT tức là chuyển vị cái ma trận trọng số. Đấy, từ cái ma trận ban đầu là ma trận W thì WT là ma trận chuyển vị. Thì ở đây tôi nhắc lại, chuyển vị có nghĩa là ta chuyển hàng thành cột và cột thành hàng. Thế thôi ạ, đơn giản như vậy. Thì ta để ý K chính là số lớp. K chính là số lớp ạ. EG thì chạy bằng 1, 2 vân vân cho tới K. Còn BG là một giá trị, là một số thực. Và ta biến đổi cái hàm mất mát của mình thành hàm LDWB thì được tính theo công thức như tôi đưa ra ở trên. Trong đó D chính là tập huấn luyện ạ. Về sau thì người ta thường sử dụng D chính là tập huấn luyện. Như vậy, cái ký hiệu trị tuyệt đối của D ở đây ta hiểu chính là lực lượng của tập D hay chính là số phần tử ta đưa vào huấn luyện. Ví dụ ta có 1.000 phần tử để đưa vào tập huấn luyện thì cái này chính là bằng 1.000 đấy ạ. Thế thì để cực tiểu hóa cái hàm mất mát đó, chúng ta chỉ việc sử dụng cái phương pháp gọi là Millibach Stochastic Gradient Descent và ta thực hiện việc đạo hàm theo từng thành phần. Và ta sẽ có được cái công thức như chúng ta nhìn thấy ở trên. Trong đó cái delta IN sẽ bằng gì ạ? Bằng 1 nếu như Y bằng N và bằng 0 nếu như Y khác N. Và ta sẽ thực hiện việc cập nhật lại các cái tham số đó. Đấy, theo cái công thức chúng ta nhìn thấy đây là cập nhật cái ma trận trọng số weight W. Đấy, theo công thức mà ta nhìn thấy. Tương tự như vậy ta sẽ cập nhật lại các cái trọng số bias ạ. Trọng số bias. Như vậy sau cái quá trình cập nhật thì ta sẽ tìm được cái giá trị tốt nhất của cái hàm mất mát thông tin. Một cái số các cái ví dụ thì các thầy cô có thể xem ở cái phần sau của slide. Còn bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc đó trên cái ngôn ngữ lập trình Python để chúng ta hiểu được cái hoạt động của cái hồi quy SOMAX.
Bây giờ các thầy cô sẽ theo dõi ở trong phần chat thì các cái code tôi sẽ copy đó để chúng ta thực hiện nó nhanh hơn thôi ạ. Bây giờ các thầy cô theo dõi trước hết là ta thử để ứng dụng để chúng ta các thầy cô nhìn thấy trên cái chương trình đang chạy trên Python đấy, thì ở đây tôi sẽ lấy một cái cơ sở dữ liệu có sẵn, đó là các cái loài hoa mà mình đã biết đấy, Iris, các loài hoa Iceland. Đây là một cái cơ sở dữ liệu được chuẩn bị từ trước rồi đấy, và chúng ta sẽ thực hiện việc hồi quy để dự đoán về các cái loài hoa. Thế thì cái việc đầu tiên, các thầy cô có nhìn trên cửa sổ chat nhé. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ gì ạ? Đưa các thư viện vào trong chương trình. Thế thì trong cái phần này về cơ bản nhất là ta vẫn phải có một cái thư viện quan trọng nhất của mình, đó là Logistic Regression. Việc tiếp theo là nạp dữ liệu, phải hiển thị các cái thông tin. Thầy cô sẽ sử dụng lệnh dataset.loadiris, sau đó ta có thể chuyển hóa nó thành một cái data frame. Đấy, và chúng ta sẽ in cái thông tin về cái dữ liệu đó. Các thầy cô đã nhìn thấy ở trên phần chat chưa? Đấy thì ta nhìn thấy là đây ạ. Sau cái đoạn chương trình đấy ta chạy thì ta sẽ nhìn thấy có số các cái thông tin như sau. Đây là cái thông báo, các thầy cô nhìn thấy chính là thông tin về tên của ba cái loài hoa.
Tiếp theo là ta thử trích chọn. Dữ liệu dùng cho huấn luyện. Thì ta tạo ra một cái tập XC là bằng data. Đấy, Iris data dấu 2 chấm và dấu 3. Đấy, thì các thầy cô phải hiểu cái cách viết lệnh này. Python thì viết khá là đơn giản. Đấy, trong đó có một cái lệnh viết rất là đơn giản. Đấy, để ý vào cái lệnh mà tôi đang bôi ở trên màn hình nhé. Chúng ta có thể in ra cái dữ liệu để chúng ta hiểu là chúng ta vừa lấy được cái thông tin gì. Ta dùng lệnh print của x và print của y. Thông tin về dữ liệu chúng ta đã lấy được đấy ạ. Thì chúng ta sẽ thấy XC của mình chính là cái cột cuối cùng. Đấy, cột cuối cùng. Còn Y của mình chính là cái nhãn. Nhãn, ở đây ta thấy cái nhãn là 01. Đấy, 01. Như vậy cái lệnh x bằng iris data 2 chấm xong phẩy 3 2 chấm có nghĩa là chúng ta sẽ lấy tất cả các hàng ở trong cái ma trận đó và lấy dữ liệu từ cột 3 cho đến hết. Tuy nhiên thì của mình chỉ có 4 cột thôi, do vậy thực chất nó chính là lấy cái cột cuối cùng đấy ạ. Đấy là cách lấy các thông tin ở trong một cái mảng hay một cái ma trận đã có trong Python. Thì cái cột này như tôi đã ghi chú ở phần cuối các thầy cô nhìn thấy có một cái ghi chú đấy, nó gọi là pattern width. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ lấy dữ liệu về cái chiều dài của cái cánh hoa. Pattern width là chiều dài của cánh hoa. Như vậy ta có thể hiểu là ta sẽ dự đoán các cái loài hoa này dựa trên cái chiều dài của cánh hoa. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ gì ạ? Tạo cái model theo cái phương pháp gọi là softmax.
Và tiếp theo là chúng ta huấn luyện mô đồ dựa trên cái dữ liệu mẫu. Chúng ta chỉ cần việc gọi cái hàm fit với x, y và y. Trong đó x chính là tập dữ liệu và y chính là cái nhãn mà chúng ta vừa lấy xong. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo là chúng ta đi thử nghiệm về cái độ chính xác của cái model của mình. Thì chúng ta để ý là cái cơ sở dữ liệu này thì qua quá trình nghiên cứu như tôi đưa ra ở trên đấy, người ta đang nghiên cứu rồi. Đấy, nếu như cái chiều dài của cánh hoa mà nó có cái chiều dài là khoảng gì ạ? 1,7 cm. Đấy, thì nó thuộc vào cái loài hoa có tên là Iris virginica. Đấy, còn nếu như không, cái loài hoa mà có chiều dài cánh là khoảng 1,5 ấy thì nó không phải là thuộc vào cái loại của mình như ở trên. Thế thì bây giờ chúng ta thử dự đoán. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng hàm predict để dự đoán. Đấy, như vậy ta thử dự đoán, chúng ta để ý cái cách viết dữ liệu của chúng ta đây, có nghĩa là cái bộ này chính là một cái vector hai chiều. Đấy, có cái kích thước là 1,7 và một chiều là 1,5. Và chúng ta thử in ra cái thông báo đấy bằng lệnh green prediction. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái thông báo, thầy cô nhìn thấy là cái thông báo như ở trên, đúng không nhỉ? Cái prediction của mình đấy chính là một cái thông báo đấy. À, như vậy là nó thông báo như vậy, có nghĩa là chính xác là nó thuộc vào cái loại hoa thứ hai, tức là cái Virginia đấy, bởi vì cái mảng của mình đánh số từ 0 mà. Yeah. Thế thì bây giờ ta sẽ tiếp tục như vậy ở trên, đó là chúng ta đang sử dụng cái gì ạ?
đang sử dụng cái logistic regression đúng không? Bây giờ phần tiếp theo này chúng ta sẽ thử là sẽ trích chọn, tiếp tục trích chọn cái dữ liệu theo nhiều thuộc tính hơn. À, như vậy ta sẽ lấy là x bằng iRig data 0. Đấy, tức là ở đây ta sẽ lấy dữ liệu ở trên cột 2 và cột 3 đấy ạ. Đấy, cột 2 và cột 3. Thế thì bây giờ tôi sẽ bỏ bớt trên cái ta sẽ in thử ra xem cái dữ liệu của mình sẽ như thế nào để chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta cũng sẽ in dữ liệu đã trích chọn nha. Ta vẫn dùng lệnh print x và y thôi để ta chạy thử để ta xem là cái dữ liệu của mình. Đấy thì ta nhìn thấy ta sẽ có một cái bảng dữ liệu gồm có hai cột đúng không nhỉ? Gồm có hai cột. Và chúng ta để ý là trong cái label của chúng ta bây giờ đã có gì ạ? Có ba cái nhãn tương ứng và đã được mã hóa là 0, 1 và 2. Cái này nó tương ứng với gì ạ? Ba loài hoa. Đã hiểu là như vậy. Bây giờ ta sẽ tạo cái hàm softmax. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phương pháp gọi là softmax để huấn luyện. Việc đầu tiên là chúng ta tạo ra một cái model softmax bằng cách softmax. Đấy. Như chúng ta nhìn thấy tôi đưa ra. Ở đây chúng ta để ý là cái ở phần logistic thì ta chỉ thực hiện việc phân lớp cho bài toán hai lớp ạ, bài toán hai lớp. Đấy. Do vậy là trong cái nhãn của nó chỉ có hai lớp thôi, còn bây giờ với cái bài toán của mình ở đây là các loài hoa nó có nhiều lớp hơn, nó có ba lớp. Như vậy mình phải sử dụng theo phương pháp gọi là smart. Thì quan trọng nhất là ta sẽ có cái multi class. Đấy, như vậy ta sẽ áp dụng cái mô hình cho bài toán phân nhiều lớp. Tất nhiên là sau khi tạo mô đồ xong như vậy rồi, ta phải thực hiện việc huấn luyện qua phương thức fit của mô đồ. Ta gọi cái softmax regression.fit x,y. Đấy, như vậy quá trình huấn luyện sẽ tự động thực hiện dựa trên cái tập dữ liệu x và các cái nhãn là y mà mình đã tạo ra ở trên. Sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ dự đoán dựa trên cái model đã được huấn luyện. Thế thì ở đây phần đầu tiên là sau khi mà thực hiện xong như vậy rồi thì tôi sẽ dự đoán, thứ nhất là dựa một cái loài hoa mà nó có độ dài cánh là bằng 5 và 2 đấy ạ. Ta thử dự đoán xem là nó thuộc vào cái loại hoa nào. Đấy, vector hai chiều.
cách gọi thứ hai là ta gọi là predict dựa trên xác suất. Đấy. Thế thì ta sẽ nhận thấy là về sau ấy thì chương trình nó sẽ thông báo một cái kết quả kiểu như sau. Đây là cái thông báo. Ta sẽ nhận được một cái thông báo như thế này. Thì ta hiểu là gì? Có nghĩa là cái dự đoán thứ nhất của mình là cái P1 ý, nó sẽ thuộc vào cái loại hoa thứ hai, 02. Đấy, còn cái 02 mà mình muốn biết nó tên chính xác là cái gì thì ở trên này mình đã có cái nhãn đây rồi. Cái nhãn của mình thì chúng ta chú ý là dựa vào cái label ở trên ý, cái loại 02 của mình chính là cái loại gọi là Vigrisia này. Đấy. Chính là cái loại thứ hai. Còn cái dự đoán ở bên dưới thì chúng ta nhìn chúng ta hiểu đấy là người ta dự đoán theo xác suất. Như vậy là nếu như nhìn vào các con số này thì chúng ta có thể hiểu là cái hoa này nó sẽ rơi vào cái loại thứ mấy á, là cao nhất ạ. Nó cũng chính là rơi vào cái loại thứ 02 đấy ạ. Bởi vì cái xác suất cuối cùng của chúng ta ở sau cùng này là giá trị lớn nhất. E mũ trừ 01 tức là nhân với 10 mũ trừ 1 đấy ạ. Còn chỗ này là nhân với 10 mũ trừ 2, chỗ này nhân với 10 mũ trừ 7. Như vậy xác suất để nó thuộc vào cái lớp hoa đầu tiên là thấp nhất, rồi xác suất thuộc vào lớp thứ hai và lớp thứ ba là cao nhất. Đấy, như vậy về cơ bản là cái mô hình ta gọi theo hai cách này đều cho kết quả là giống nhau, đều đưa ra predict là cái hoa của mình sẽ rơi vào cái loại thứ 02. Đấy, tức là tên của nó là Vigrilisa, đúng không? Đấy. Thì đấy là người ta sử dụng gọi là theo hồi quy softmax. Thì cái hồi quy softmax của mình nó có một cái đặc điểm, đó là nó khác với các cái hồi quy trước đây, đó là nó cho phép mình hồi quy chính xác dựa trên tập dữ liệu phức tạp, và nó có thể sẽ được sử dụng cho cái việc dự đoán của cái bài toán là phân nhiều lớp, chứ không phải là chỉ có phân hai lớp hay gọi là phân nhị phân, mà mình có thể phân nhiều lớp cũng được. Đấy. Thế thì bây giờ các thầy cô sẽ dựa trên cái phần phân tích và các cái code thực ra tôi đã copy trên phần chat của lớp mình rồi, thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái đó và chạy thử cái phần đó để xem cái kết quả trên cái chương trình của mình và thực hiện. Sau đó chúng ta có thể tự thử để dự đoán một số các loại hoa khác. Đấy, dựa trên độ dài của các cái cánh như tôi đã phân tích ở phần trước. Như vậy bây giờ các thầy cô sẽ hoàn thiện cái bài tập đó trong vòng khoảng từ 5 đến 10 phút. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với một cái bài tập khác.
Các thầy cô đã hoàn thiện xong chưa? Thế thì bây giờ để tiếp tục và trực quan hơn thì chúng ta xét một cái bài tập thứ hai nhé. Bài tập này sẽ thực hiện việc phân lớp các cái chữ viết tay. Theo hai phương pháp. Đó là dùng logistic và softmax. Thế thì việc đầu tiên thì chúng ta để ý là cái tập chữ số chữ cái tập dữ liệu của mình ấy. Đây là một cái tập dữ liệu mẫu mà đã được chuẩn bị từ trước ạ.
Cái tập này nếu các thầy cô in ra thì sẽ thấy nó sẽ có một cái thông báo như thế này, tức là nó có cỡ khoảng 1.797 cái mẫu. Và đây là các cái ảnh đều có cái kích thước là 28 x 28. Thế bây giờ để thực hiện chúng ta sẽ đưa các cái thư viện vào chương trình. Và tiếp theo là đọc dữ liệu. Thì đây là một cái tập dữ liệu được chuẩn bị sẵn, nó sẽ có hai phần, một gọi là phần data và hai là phần tag grid. Trong đó data chính là cái dữ liệu, tức là tập các cái chữ số viết tay, còn tag grid chính là cái nhãn để mình biết đó là số mấy, số 0 hay số 1. Sau khi xong thì chúng ta sẽ tách dữ liệu thành hai phần. Có phần huấn luyện trên và phần kiểm thử gọi là phần test. Và các thầy cô sẽ in thử ra bằng lệnh print exchange.set và exchange.set. Thì ta sẽ nhìn thấy có một cái kết quả và sẽ thông báo là đấy, như vậy nó sẽ tách phần train của mình sẽ có 1.257 cái mẫu, còn phần test là 540 mẫu. Kích thước đều bằng nhau, đều là 64. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử in ra màn hình hay là xem các cái mẫu đó nhé. Chúng ta sẽ hiển thị một số cái mẫu trên cái giao diện đồ họa. Chúng ta xem là các cái mẫu nhìn nó như thế nào. Nếu mà chạy cái đoạn chương trình này thì ta sẽ nhìn thấy có một số cái mẫu
là các cái chữ số viết tay sẽ được hiển thị ra. Các thầy cô có thể nhìn thấy trên màn hình của tôi đấy ạ. Thì thực ra đây là các cái mẫu nhìn về cơ bản, cũng có rất nhiều mẫu là bản thân bằng mắt người cũng sẽ rất khó nhận biết là cái người đó viết cái số đó là số mấy, số 7 hay số 8, đúng không? Đấy, có một số mẫu, ví dụ số 1 ta thấy khá là dễ nhận, nhưng số 2, ví dụ như ta nhìn thấy ở đây thì nó rất là mập mờ giữa số 2 và số 4, ví dụ như vậy. Số mẫu 2, số 2, số 4 rất là giống nhau. Số 6 đôi khi cũng rất là mập mờ. Đấy, số 7 thì gần giống với số 1. Thế thì bây giờ hệ thống máy tính làm sao có thể nhận biết và phân biệt được các cái chữ số đó, đúng không? Các thầy cô thử hiển thị cái đoạn vừa xong ấy, ta sẽ thấy có rất nhiều số là khó phân biệt. Thế thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái mô hình. Quy logistic để huấn luyện và dự đoán dựa trên mẫu. Như vậy đầu tiên tôi tạo ra một cái bộ phân lớp có tên là CLF, là Logistic Regression. Sau đó ta thực hiện huấn luyện qua cái phương thức fit và thực hiện việc predict qua phương thức predict để dự đoán các cái mẫu trong tập test. Và đây là ta sẽ thử hiển thị một số cái mẫu bị dự đoán sai. Số mẫu bị dự đoán sai nhé. Đấy, ta sẽ vẽ dùng cái đồ họa hiển thị một số mẫu bị dự đoán sai. Chúng ta có thể nhìn chạy và nhìn trên cái giao diện như trong cái phần tôi đang demo. Đây chúng ta nhìn thấy một số mẫu dự đoán sai đây. Ví dụ như cái số này là số 5 nhưng mà hệ thống dự đoán nhầm thành số 9. Nếu bằng mắt thường thì ta nhìn ta thấy nó cũng hơi hơi giống số 9 đó. Còn đây là số 4, à số 7 nhưng hệ thống dự đoán nhầm predict thành số 4. Thế thì tiếp theo chúng ta cũng thay đổi mô hình dự đoán của mình. Đó là chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng mô hình hồi quy SOMAX. Để huấn luyện và dự đoán. Dựa trên cái mô hình. Dựa trên cái tập huấn luyện trên của mình. Bây giờ ta sẽ thay đổi, ta sử dụng một cái SOMAX regression. Và ta cũng huấn luyện dựa trên phương thức fit và ta gọi dự đoán dựa trên phương thức predict. Sau khi xong thì chúng ta cũng thử hiển thị ra một số mẫu. Hiển thị số mẫu dự đoán nhầm
Và cuối cùng thì chúng ta sẽ in thông báo về cái tỷ lệ dự báo, dự đoán chính xác của từng mô hình. Như vậy ở đây phần trên thì tôi sẽ sử dụng đồ họa để hiển thị để xem chúng ta thấy là cái mô hình nó dự đoán như vậy sẽ có những cái số nó rất là khó để mà bằng mắt người cũng đôi khi cũng khó để dự đoán được là người ta viết đấy là cái con số nào. Đấy, nhưng máy tính đã dự đoán được chính xác, tất nhiên vẫn có một số các cái lỗi. Nếu như mà ta chạy xong thì ta sẽ nhìn thấy hệ thống sẽ thông báo lần lượt về cái tỷ lệ chính xác. Ta sẽ nhận thấy một cái kết quả. Như vậy là với logistic regression thì mức độ chính xác là 0,95, tức là cỡ xấp xỉ 96%. Còn sử dụng softmax là cũng 90 0,953, tức là thấp hơn một chút thôi, nó cỡ khoảng 95%. Đấy, còn ở trên ta làm tròn thì cỡ khoảng 96%. Đấy, giữa hai mô hình này, đấy ạ. Thế thì bây giờ các thầy cô sẽ hoàn thiện cái bài tập này và để hiển thị các cái thông báo cũng như là dựa trên tập dữ liệu mà mình đã có. Thế thì chúng ta phải rất là chú ý là chú ý có một số tham số mà đôi khi nhiều người không để ý, đó là trong việc sử dụng bộ phân lớp dựa trên softmax thì ta chú ý cái lệnh của chúng ta đây. Thì cái tham số C chính là bằng số lớp cần phải phân. Đấy, ví dụ như là ví dụ trong bài toán về chữ số viết tay thì ta đặt C này bằng 10 bởi vì chúng ta có 10 lớp tương ứng với các cái số là 0, 1, 2 vân vân cho tới 9. Rồi, bây giờ các thầy cô sẽ hoàn thiện cái bài tập đó. Trong thời gian khoảng 10 phút ạ, chúng ta sẽ hoàn thiện cái bài tập đó để chúng ta sẽ chuyển sang các cái nội dung khác. Các thầy cô đã hoàn thành xong bài tập chưa nhỉ?
Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhé với một cái phần khác, một cái nội dung khác, đó là học máy dựa trên cây quyết định, hay người ta còn gọi là decision tree. Thì bản chất học máy dựa trên cây quyết định là một trong những cái thuật toán thuộc vào cái nhóm học có giám sát, supervised learning. Thế thì chúng ta có thể hiểu trước hết là chúng ta cần hiểu cái cây quyết định là cái gì. Đấy, thì ở đây cái thuật toán này dựa trên một cái khái niệm cơ bản gọi là cây quyết định. Thì bản chất cây quyết định là một cái mô hình để đưa ra quyết định dựa trên các cái câu hỏi cùng với trạng thái của các câu hỏi mà thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh như tôi đưa ra ví dụ ở bên dưới. Đấy, tức là play tennis or not, tức là có chơi tennis hay không, thì chính là dựa vào một cái tập cơ sở dữ liệu mà tôi đã đưa ra ví dụ ở các cái bài học hôm trước rồi đó. Đấy, nó dựa trên một số các cái thuộc tính gọi là outlook, tức là cái không gian ở bên ngoài, rồi dựa trên độ ẩm, rồi dựa trên gió, vân vân. Đấy, thì ta nhìn thấy ví dụ một cái hình ảnh như ở đây chính là một cái cây quyết định. Cái outlook có thể là sunny, là nắng, overcast hoặc rainy, vân vân, và tương ứng với mỗi một cái nhánh nhánh ví dụ sunny thì nhiệt độ, độ ẩm, humidity là cao hay thấp, vân vân, và từ đó ta đưa ra quyết định là có chơi hay không có chơi, ví dụ như vậy. Và mô hình về decision tree thì thường được áp dụng cho cả hai bài toán, đó là bài toán phân loại classification và cả bài toán hồi quy. Tuy nhiên thì mô hình này được áp dụng cho bài toán phân loại nhiều hơn. Thế thì chúng ta có thể hiểu là cốt lõi của cái mô hình bài toán phân lớp dựa trên cây quyết định đó chính là cái cây quyết định. Thế thì làm như thế nào để có thể xây dựng được một cái cây quyết định? Đấy, nếu như chúng ta đã có một cái cây quyết định như thế này rồi thì chúng ta có thể rất dễ dàng phân lớp được cái bài toán của mình dựa trên cái cây này, tìm kiếm trên cái cây này. Nhưng cái vấn đề cơ bản của chúng ta là sẽ làm sao để xây dựng được cái cây quyết định. Thế thì ở đây có nhiều cái thuật toán người ta đưa ra, về sau người ta đưa ra nhiều thuật toán, các nhà khoa học đưa ra khá nhiều thuật toán khác nhau. Ở đây tôi giới thiệu cái thuật toán đầu tiên có tên là thuật toán ID3. ID3 thì đây là một trong những cái thuật toán rất là cơ bản và được sử dụng rất nhiều cho cái mô hình bài toán để xây dựng cái cây quyết định và áp dụng cho cái bài toán phân lớp, mà trong đó các cái thuộc tính nó ở cái dạng gọi là dạng category hay cái dạng là phân loại ấy. Đấy, tức là mỗi một cái thuộc tính của nó đều có thể phân loại được. Ta có thể nhìn thấy một cái ví dụ như tôi đưa ra giống như cái hình ảnh ở trên. Đấy, giả sử ta có một cái tập dữ liệu với bốn cái thuộc tính về một cái xe hơi chẳng hạn, ví dụ engine, type, color, vân vân. Đấy, thì đây là một cái tập dữ liệu về các cái loại xe hơi. Đấy, là chúng ta có muốn mua nó hay không sẽ dựa trên bốn cái đặc trưng này. Thế thì để tính toán được cái cây quyết định, chúng ta cần phải phân chia các cái thuộc tính này vào các cái lúp đánh giá. Và quan trọng nhất là đầu tiên là ta cây mà thì ta để ý cái quan trọng nhất đầu tiên gọi là cái lúp gốc, cái lúp gốc. Và tất nhiên từ lúp gốc này chúng ta sẽ xây dựng ra các cái nhánh là các cái lúp tiếp theo. Đấy, các lúp tiếp theo người ta gọi là các cái lúp nhánh, ví dụ như vậy. Và ta cứ xây dựng như vậy cho đến khi nào ta được cái lúp cuối cùng là lúp lá. Lúp lá là lúp cuối cùng, tức là không còn cái nhánh nào từ đó ra nữa, và đây chính là cái quyết định của mình sẽ nằm ở cái lá này. Thế thì cái thuật toán ID3 ấy, là một trong những cái thuật toán sẽ đi xây dựng cây quyết định dựa trên một cái thang đo cơ bản mà người ta gọi là cái entropy. Entropy
Đây là một cái hàm phổ biến ở trong toán học và xác suất được sử dụng để xác định gọi là các cái độ lợi thông tin của các nút. Thế thì ta hiểu hàm entropy là gì? Hàm entropy sẽ cho một cái phân phối xác suất của một cái biến dời dạng x mà có thể nhận n cái giá trị khác nhau mà ta ký hiệu là x1, x2 đến xn. Ta giả sử rằng cái xác suất để x nhận các giá trị này là pi. Pi. Thì ta ký hiệu cái phân phối này chính là bằng P bằng P1, P2 đến PN. Và cái entropy của phân phối sẽ được tính theo cái công thức như chúng ta nhìn thấy ở đây. HP sẽ bằng trừ tổng sigma của PI nhân với logarit cơ số 2 của PI, với PI là xác suất tại điểm xi bằng xi. Đấy, như chúng ta đã biết ở trên. Và hàm entropy sẽ đạt giá trị nhỏ nhất nếu như có một cái giá trị pi nào đó bằng 1, và đạt giá trị lớn nhất nếu như tất cả các pi đều bằng nhau. Thứ hai là hàm entropy càng lớn thì độ ngẫu nhiên của các biến dời dạng càng cao. Và do vậy với cây quyết định chúng ta cần tạo ra một cây như thế nào đó để cho ta được nhiều thông tin tức nhất, có nghĩa là entropy phải là cao nhất. Entropy là cao nhất. Và sau đó dựa trên entropy người ta đưa ra một cái khái niệm gọi là information gain, hay còn gọi là độ lợi thông tin. Thì tại mỗi một tầng của cây chúng ta cần chọn các cái thuộc tính làm sao đó để có thể giảm được cái entropy càng thấp càng tốt. Và khi đó người ta đưa ra một cái khái niệm gọi là information gain, hay còn gọi là độ lợi thông tin. Và độ lợi thông tin được tính toán theo công thức như chúng ta nhìn thấy ở trên. Gain của SF thì bằng HS trừ đi H của FS. Trong đó HS chính là entropy tổng của toàn bộ cái tập dữ liệu ta đang kiểm tra, đang test. Còn HFS chính là entropy được tính dựa trên một cái thuộc tính F nào đó. Tất nhiên là do H của S là không đổi đối với mỗi một cái tầng. Do đó ta sẽ chọn cái thuộc tính F mà có entropy nhỏ nhất. Thì như vậy ta sẽ thu nhận được cái độ lợi thông tin là lớn nhất. Bởi vì cái đại lượng đầu tiên này không thay đổi rồi. Đấy, do vậy là ta cần tìm cái đằng sau này để sao cho nó nhỏ nhất. Thế thì cách tính entropy của các thuộc tính bây giờ để cho dễ hình dung thì chúng ta dựa trên cái tập cơ sở dữ liệu về các cái thuộc tính trong một cái xe hơi như tôi đã đưa ra phần bên trước. Thuộc tính có thể nhận một trong các cái giá trị ta để ý ở đây, ví dụ cái thuộc tính gọi là xét thuộc tính engine, động cơ, thì nó có thể nhận các cái giá trị là bằng 1000 này, cc này, bằng 2000 cc này, vân vân. Như vậy ta có thể hiểu là cái tập engine này mình sẽ có thể được chia thành hai tập con tương ứng với hai cái nút, đó là tương ứng với nút 1000 và nút 2000 cc, và ta ký hiệu đó là tập S1 và tập S2. Trong đó engine của S1 tức là nó có cái giá trị bằng 1000 cc, thì chúng ta nhìn thấy ta sẽ có cái
đảo liên như bên dưới đây. Cái gì rơi đây con? Và ta dễ dàng nhận thấy các cái nút con ứng với engine bằng 1000cc sẽ có entropy là bằng 0. Do tất cả các cái giá trị của nó ở trong cái cột quyết định của mình đây đều nhận giá trị bằng S, tức là nó không có cái sự thay đổi nữa. Không có sự thay đổi, nhận một cái giá trị cố định. Và tất nhiên là khi đó H của tập S1 sẽ bằng 0. Còn với cái engine là bằng 2000, như vậy ta sẽ có tập S2. Tập S2 được mô tả như chúng ta nhìn thấy ở đây. Đấy, và ta nhìn thấy cột cuối cùng là thông tin sẽ thay đổi, sẽ có những cái trạng thái là yes, có trạng thái là no. Như vậy ta sẽ đi tìm cái H của S2 thì theo công thức của mình sẽ bằng trừ 2 phần 4 nhân với log 2 của 2 phần 4. Đấy, và trừ 2 phần 4 nhân log 2 của 2 phần 4, như vậy nó sẽ bằng 1. Và thay vào công thức ta có H của engine với tập S thì bằng 4 phần 8 nhân với HS1 cộng với HS2. Đấy, và như vậy nó bằng 0.5. Ở đây ta chú ý là H của S1 như ta đã tính ở slide trước đây nó sẽ bằng 0 rồi ạ. Do vậy thực chất nó bằng 4 phần 8 và bằng 0.5. Ta xét sang cái thuộc tính thứ hai là thuộc tính type. Type của mình là nhận 3 giá trị, một là SUV, sedan và sport. Như vậy ta sẽ có 3 tập con tương ứng, ta ký hiệu là SU, SE và SP. Đấy. Trước hết là ta xét với tập SU thì ta sẽ có 3 cái bộ dữ liệu như ta nhìn thấy ở trên. Và H của SU cũng bằng 0 vì tất cả các cái giá trị này đều không thay đổi. Ta xét tập gọi là SE. SE của mình cũng có 3 cái bộ dữ liệu như ta nhìn thấy ở dưới. Tất nhiên dữ liệu ở cái cột cuối cùng là thay đổi. Do vậy ta sẽ phải tính H của SE thì bằng trừ 2 phần 3. Vì đây ta có 2 bộ mà, tức là 2 phần 3. Log 2 của 2 phần 3 trừ đi, đây có một bộ bằng đâu, như vậy là bằng 1 phần 3 nhân với log của 1 phần 3. Xấp xỉ bằng 0.918. Như vậy ta có H của SE bằng 0.918. Và cuối cùng là tập SP. SP của mình chỉ có 2 bộ thôi, 2 cái bảng ghi tương ứng với ID bằng 3 và bằng 6 đấy. Và ta tính H của SP của mình sẽ bằng 1. Như vậy ta cộng 3 cái phần trên lại để đạt ra được những cái giá trị tương ứng là H của type với S là bằng 0.594. Và làm hoàn toàn tương tự như vậy cho các thuộc tính color và 4WD. Ta tính được các xác suất H, hàm H tương ứng là 0.811 và 0.811. Như vậy dựa trên các cái giá trị của hàm S tương ứng với 4 cái thuộc tính thì ta dễ dàng nhận thấy là cái hàm gì ạ? Cái thuộc tính engine là sẽ có cái entropy là nhỏ nhất ạ. Entropy là nhỏ nhất. Và do vậy thì gain độ lợi thông tin sẽ là lớn nhất. Chính vì vậy mà ta phải đặt cái thuộc tính engine này vào root gốc. Đấy, như vậy cái cây quyết định của mình sẽ xuất phát đầu tiên là từ thuộc tính gì ạ? Engine của mình ở đây chính là root gốc, và từ đó sẽ sinh ra các cái nhánh tiếp theo. Và khi đó thì chúng ta sẽ lại tiếp tục phát triển cái cây của mình và tính tiếp sau khi sẽ có đã có
cái giá trị của thuộc tính engine đặt vào root gốc rồi, thì tương ứng với cái nhánh là bằng 1.000. Như vậy giả sử cái nhánh trái của mình là nhánh 1.000 đấy ạ, và nhánh phải là nhánh 2.000. Đấy. Thế thì ta nhận thấy cái nhánh trái là nhánh 1.000 thì đều đã nhận giá trị là bằng yes rồi, tức là sẽ không thay đổi gì cả. Bây giờ ta chỉ phát triển cho cái nhánh bên tay phải của mình là 2.000 thôi ạ. Với nhánh 2.000 thì ta sẽ có cái tập dữ liệu gồm có 4 bảng ghi như ta nhìn thấy ở trên, tương ứng với ID bằng 1, bằng 3, bằng 5 và bằng 6. Thế thì ta cũng lần lượt tính entropy cho ba cái thuộc tính còn lại. Nhưng ta chú ý bây giờ là ba thuộc tính còn lại ở đây là chỉ xét trên cái tập dữ liệu gồm có 4 bảng ghi này thôi, chứ không phải xét trên tập dữ liệu ban đầu nữa. Và ta cũng tính tương tự như phần trước, ta tính được H của type, color và 4WD lần lượt nhận giá trị là 0,5, 1 và 0,68. Như vậy ta thấy thuộc tính type ở đây sẽ có cái giá trị hàm H là nhỏ nhất, do vậy là độ lợi thông tin sẽ lớn nhất. Do đó ta sẽ tiếp tục phát triển, đó là cái root gốc tiếp theo. Đấy. Và cuối cùng thì ta xây dựng được một cái cây quyết định như ta nhìn thấy ở cái hình ở trên. Rồi. Như vậy đó là một cái ví dụ đơn giản để chúng ta hiểu là làm sao để tính được cái cây quyết định của mình dựa trên cái tập dữ liệu. Một cái ví dụ khác tôi đưa ra ở đây là giả sử như chúng ta đang muốn xây dựng một cái mô hình để phân lớp, hay thực chất mô hình áp dụng cho việc đánh giá cán bộ. Đấy, trong các cái cơ quan dựa trên một vài cái thông số. Đấy, ví dụ dựa trên giảng dạy, nghiên cứu khoa học, vân vân, các hoạt động khác, đấy, công đoàn, vân vân. Đấy, thì mỗi một cái thông tin này đều có những cái, một cái trường này đều có những cái giá trị khác nhau. Đấy, như tôi đưa ra ví dụ bên dưới và từ đó đưa ra xếp loại. Đấy, ví dụ xếp loại là A, B, C, vân vân. Và cuối cùng với hai cái nhân viên như thế này thì sẽ được xếp vào loại gì? Thì thường người ta sẽ áp dụng cái mô hình. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái Python để chúng ta sẽ cài đặt cho cái mô hình Decision Tree của mình. Còn các cái ví dụ trong slide thì các thầy cô có thể xem thêm ở trong slide. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một cái ví dụ đầu tiên khá là đơn giản. Ta sẽ đưa thư viện này, chương trình. Thì chúng ta chú ý là các cái thư viện này thì cũng giống như các bài tập trước, nhưng ở đây nó sẽ khác, đó là ta sẽ có thêm một cái mô hình trong Scala người ta đã chuẩn bị trước, xây dựng sẵn một thư viện cũng có tên là Decision Tree Regressor. Đấy, Decision Tree. Thì đây chính là mô hình của cây quyết định của mình. Trong mô hình này, giả sử chúng ta sẽ tạo dữ liệu ngẫu nhiên
À, các cái điểm ở trên mặt phẳng. Như vậy tôi sẽ sinh ra một số các cái điểm ngẫu nhiên ở trên mặt phẳng. Như vậy ta sẽ có các cái tập là các cái điểm x, y và các cái điểm y tương ứng đấy. Chúng ta sẽ huấn luyện mô hình dựa trên cái cây quyết định với các cái độ sâu khác nhau. Chúng ta để ý trong cái cây quyết định thì độ sâu của cây sẽ quyết định khá nhiều đến cái chất lượng của việc huấn luyện hay việc học tập. Bởi vì chúng ta hình dung là ta đi càng sâu xuống cái cây ở các cái mức lá, tức là cái cây nó càng sâu hơn. Thế thì ở đây tôi tạo ra một cái là mắc díp là bằng 2 và một cái mắc díp bằng 5. Đấy, hai cái bộ phân lớp dựa trên cây quyết định nhưng có độ sâu khác nhau. Một cái có độ sâu tối đa là bằng 2 và một cái có độ sâu tối đa là bằng 5. Thầy ơi em hỏi chút ạ. Sao? Thầy ơi cái chỗ mà mình đưa thư viện vào đấy thì mình phải chuẩn bị sẵn thư viện à thầy? Ô, thư Cái viện thì ở ở trong buổi học trước tôi đã hướng dẫn là chúng ta cài đặt rồi mà. Ở bài à, trước thì khi ta cài đặt cái thư viện ở đây thì nó phải có cái thư viện Scalern đúng không nhỉ? Và gọi là thư viện Matplotlib đúng không? Đấy, nếu mà máy nào vâng. mà nó báo thiếu có nghĩa là mình chưa cài cái thư viện đó. Và cách cài thì rất Vâng. là đơn giản thôi. Buổi trước em lại có chút việc em không tham gia được nên là em bị lỗi cái phần đấy. Dạ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Nếu mà chưa cài được thì ta chỉ cần có Python rồi thì ta gõ cái lệnh như ở trên, nếu máy của mình có lối mạng rồi là nó sẽ tự cài được. Đấy, lệnh pip. Còn nếu như chúng ta cài đặt trên Conda thì ta chỉ cần việc gõ chữ Conda install. Đấy, ví dụ là Scalern chẳng hạn. Đấy. Nếu mà cài trên Conda, còn bình thường thì ta có lệnh pip như trên, đúng không? Tương tự như vậy, hầu hết các thư viện mà khi máy tính của mình có lối mạng thì mình đều gõ một cái lệnh như vậy thôi. Rất là đơn giản thì nó sẽ tự download và tự cài cho mình, cũng không phải làm bất cứ cái thao tác gì cả. Cái này thì ta chỉ cần tra trên mạng một cái là nó có lệnh, mà vì đây là các cái mã nguồn mở. Đấy, ta có thể cài đặt theo các cái lệnh đó thôi. Đối mạng thì nó sẽ tự cài về. Thế thì các thầy cô sẽ cài đặt thêm mấy cái thư viện đó vào nhé. Sau khi xong thì chúng ta thử dự đoán thôi, dự đoán mô hình đó. Ví dụ ở đây ta sẽ tạo ra một cái điểm x test là có, cũng là một cái giá trị gì ạ? Ở trong cái đoạn 0, 0, 0,5 và 0,1. Đấy, như vậy ta tạo ra tập x test của mình đấy.
Và sau đó ta dự đoán cái giá trị x test của mình tương ứng với hai giá trị là y1 và y2. Ta thử vẽ đồ thị để xem kết quả. Và cuối cùng là ta vẽ đồ thị. Vẽ đồ thị và hiển thị kết quả thôi. Các thầy cô có thể theo dõi ngay trên cái màn hình mà tôi đang chạy chương trình thì mình sẽ thấy có một cái đồ thị như sau. Đấy, đây là đồ thị, được không? Đấy, cái màu xanh là để thể hiện cái mắc díp là bằng 2. Như vậy ta nhìn thấy đây nó hình thành ra cho mình cái cây quyết định đấy ạ. Đấy. Còn cái đường màu xanh nhạt hơn chính là mắc díp bằng 5. Thầy chưa chia sẻ thầy ạ. Ồ, có nhìn thấy cái code không? Không ạ, thầy đang chia sẻ bài PowerPoint ạ. Đây. Đấy. Bây giờ ta nhìn thấy chương trình của mình ở đây này. Chúng ta sẽ chạy thử. Đó. Đấy, ta nhìn thấy cái đồ thị không ạ? Thì các cái điểm mà chúng ta gieo ở trên màn hình ấy, đấy chính là các điểm ta gieo ngẫu nhiên thôi. Đúng không ạ? Đấy, và cây quyết định của mình sẽ được hình thành như ta nhìn thấy trên cái đồ thị của mình ở trên. Thì cứ mỗi một cái điểm dữ liệu ta sẽ nhìn thấy khi ta trỏ chuột vào ta sẽ thấy cái tọa độ của điểm đó đấy sẽ thay đổi theo. Rồi thì đó là một cái ví dụ đầu tiên khá là đơn giản thì các thầy cô có thể hoàn thiện một chút rồi ta sẽ có một cái ví dụ thứ hai liên quan tới cây quyết định. Bây giờ ta tiếp tục với ví dụ 2 nhé. Thì trước khi mà bắt đầu với cái ví dụ thứ hai thì tôi sẽ chạy cái chương trình này trước để chúng ta xem, chúng ta hiểu chương trình này để làm gì. Thì cái chương trình này sẽ thực hiện việc dự đoán tỷ lệ những cái người nhiễm bệnh dựa trên một cái cơ sở dữ liệu nó gọi Pima Indian Diabetes. Cái này là một cái tệp CSV mà tôi đã lấy về rồi. Hình như cái mẫu này hôm trước tôi gửi rồi đúng không? Các thầy cô đã download về chưa nhỉ? Thế thầy gửi lại được không ạ? Được, bây giờ sẽ lấy trên Google Drive nhé. Hôm trước tôi Tôi vừa gửi cái đường link trên cái tệp trên phần chat của mình nhé. Chúng ta chỉ việc kích chuột vào đấy là download về được.
Thế thì việc đầu tiên là chúng ta cũng đưa thư viện vào chương trình này. Thì ở đây ta sử dụng một cái bộ gọi là bộ phân lớp dựa trên cây quyết định, nó có tên là Decision Tree Classifier, đúng không? Đấy, quan trọng nhất là cái này, cái bộ quyết định của mình ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ tệp tin CSV vào chương trình. Chúng ta dùng cái lệnh gọi là panda.read.csv. Chúng ta có thể chạy thử và in ra cái dữ liệu về CSV của mình bằng lệnh printp3. Bây giờ chúng ta sẽ in dữ liệu nhé. Thì chúng ta nhìn thấy trên màn hình là một cái cơ sở dữ liệu. Đấy. Đây, tôi copy vài cái bảng ghi thôi để chúng ta hiểu đó là cái gì. Thì nó đây là một cái cơ sở dữ liệu, nó dựa trên rất là nhiều các cái thuộc tính khác nhau. Đấy, chúng ta có thể hiểu dựa trên các thuộc tính như là chỉ số BMI dựa trên tuổi và một số các thông tin khác liên quan đến cái ngành y. Đấy, và quan trọng nhất là chúng ta để ý đến cái cột gọi là cột label, chính là cột nhãn, mà trong đó không tức là bằng không mắc bệnh, bằng một tức là mắc bệnh. Đấy, như vậy cái cơ sở dữ liệu của mình có nghĩa là như vậy, dựa trên rất nhiều các cái chỉ số khác nhau ở trong y học người ta đã thống kê lại rồi. Đấy, và sau đó thì người ta đã đưa ra được là cái người đó có bị mắc bệnh hay là không bị mắc bệnh. Thế thì bây giờ cái nhiệm mình phải hiểu là cái nhiệm vụ của mình ấy là sẽ phải đi xây dựng một cái chương trình. Máy để mà dựa vào cái dữ liệu Pima và dự đoán xem một cái người nào đó có mắc bệnh hay không. Nhiệm vụ của mình là như vậy. Thì những cái bài toán như vậy người ta gọi là các cái bài toán phân lớp ạ, bởi vì ở đây mình cũng chỉ có hai lớp thôi, là người ta sẽ bị bệnh hoặc không bị bệnh. Đấy, như vậy đó chính là bài toán phân lớp thôi. Và chú ý là cái tập dữ liệu của mình đây này, Pima mà mình vừa có chính là người ta gọi là kinh nghiệm, tức là ngày xưa cái ông bác sĩ thì ông phải tự tích lũy cái kinh nghiệm đấy. Đấy, và khi ông xem xét một cái người nào đó, ví dụ ông chụp chiếu nọ kia ông đọc thì ông ấy mới bảo là người đấy có khả năng bị bệnh kiểu như vậy. Còn bây giờ thì người ta sử dụng mô hình máy tính. Đấy, nếu sau khi chụp chiếu có kết quả người ta đưa vào máy tính, người ta phân tích và người ta đưa ra ngay cái dự đoán. Đấy, ý là như vậy. Thì hiện tại những cái mô hình như thế người ta sử dụng khá là nhiều, người ta dùng máy tính thay vì con người. Thì chúng ta hiểu là máy tính nó sẽ tốt hơn con người bởi vì nó dựa trên cái dữ liệu hay cái kinh nghiệm rất là lớn, tức là cái tập Pima, cái tập dữ liệu của mình ấy, hay người ta còn gọi là cái kinh nghiệm ấy, thường là rất lớn. Đấy. Thế thì một cái ông bác sĩ thông thường ông chỉ nhớ được vài cái thông số, ông không thể nào mà nhớ được hết. Đấy, cho vậy đôi khi chuẩn đoán sẽ không, thậm chí sẽ không chính xác bằng máy tính. Còn máy tính nó dựa trên một cái tập dữ liệu rất là lớn, hay còn gọi là cái kinh nghiệm của hàng, thậm chí hàng triệu người. Đấy, thì cái dữ liệu này về sau này thu thập được càng nhiều, cái độ chính xác nó càng tăng. Đại ý là như vậy. Được chưa?
Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vài cái thao tác đầu tiên, đó là tạo dữ liệu theo chuẩn, tức là mình sẽ thực hiện cái tập x, y và y của mình chính là lấy bằng pima và các cái thuộc tính để cho mình dễ tách dữ liệu thôi. Đấy. Sau khi có xong như vậy rồi thì thường theo mô hình học máy sẽ tách dữ liệu thành hai phần. Một phần người ta gọi là phần train và một phần gọi là phần test. Phần train chính là phần để học ạ. Đấy, thì ta chỉ cần dùng một cái lệnh gọi là train test split. Đấy, như tôi đưa ra ở trên thì ta tách được phần train ra. Tức là phần train sẽ dùng làm tập kinh nghiệm cho máy tính học, còn phần test là mình dùng kiểm tra lại là xem nó có mức độ chính xác là bằng bao nhiêu. Đó. Đấy. Thế thì ở đây trong phần này là tôi tách, tức là tôi sẽ dùng 70% cho gì ạ? Cho train, còn 30% là cho test. Đấy là ý như vậy. Như vậy mình sẽ có tập train và tập test. Sau khi có như vậy rồi thì chúng ta sẽ tạo cái bộ huấn luyện theo decision tree, đúng không? Cái quyết định. Đấy, bằng một cái lệnh rất là đơn giản, ta tạo CLS bằng decision tree classifier. Đấy, thế thì cái này là đã được Python, cái thư viện người ta xây dựng sẵn rồi. Còn nếu mà mình tự viết code từ đầu ấy, là mình sẽ phải tự viết và dựa trên thuật toán tôi đã giới thiệu. Nhưng ở đây đã có cái thư viện mã nguồn mở là người ta đã viết trước cho mình rồi. Mình không phải cài đặt, không phải viết từ đầu nữa. Được chưa? Đấy, như vậy mình sẽ tạo ra cái bộ phân lớp đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ đi huấn luyện dựa trên gì ạ? Cái tập train mà mình vừa mới làm ở phần trước ấy, thì ta chỉ việc gọi phương thức gọi là clf.fit x train và y train, thì có nghĩa lúc này là máy tính, tức là máy sẽ học dựa trên dữ liệu kinh nghiệm. Đấy, và sau quá trình học là nó sẽ tìm ra được cái mô hình tham số tối ưu. Như vậy ta hiểu là như vậy, đấy là quá trình học. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ dự đoán dựa trên gì ạ? Cái tập test của mình. Thì chúng ta sẽ gọi một cái phương thức là predict x-test và y-test, dự đoán. Như vậy cái tập test của mình là mình tách ra rồi mà, thì chúng ta có thể hiểu là về sau khi mà có cái gì ạ? Mẫu mới hay chính là bệnh nhân mới, thì chúng ta sẽ thay vào chỗ của x-test đó. Ý như vậy là ta sẽ thay vào cái chỗ của x-test. Và chúng ta thực hiện việc in ra cái tỷ lệ chính xác của mô hình. Tức là xem cái mô hình của mình dự đoán sẽ chính xác đến bao nhiêu. Thì ta nhìn thấy là nó sẽ thông báo accuracy cỡ khoảng 0,69, tức là cỡ khoảng 69%. Đấy, 69%. Như vậy cái mức độ này thì khá là thấp, đúng không ạ? Cái cơ sở dữ liệu PIMA mà áp dụng bài toán về cây quyết định thì ta thấy nó tương đối thấp, được có chưa được đến 70% đâu ạ. Thế thì chúng ta sẽ thay đổi cái mô hình chút.
cách sử dụng cái decision tree optimize, tức là sử dụng cái phương thức gọi là phương thức tối ưu cho cây quyết định. Thì ở đây ta chỉ tăng thêm một chút, đó là crop theo cái tiêu chí là entropy, và ta thay cái max dip là bằng 3. Đấy, thì ta sẽ nhận được một cái thông báo là cái mức độ chính xác là bằng cỡ khoảng gì ạ, 77%. Như vậy nó đã tăng được thêm một chút rồi, tăng thêm. Và tất nhiên chúng ta cũng thử điều chỉnh thêm một chút. Bây giờ ta sẽ cho max dip bằng 4. Đấy, điều chỉnh một tí thôi. Thì ta sẽ nhận được một cái thông báo mới là cái độ chính xác của nó cũng được khoảng cỡ khoảng 79%. Đấy, như vậy với việc điều chỉnh một vài tham số thì cái mức độ chính xác cũng sẽ thay đổi và tăng giảm thêm được một chút. Tuy nhiên nó cũng không đáng kể. Không đáng kể. Đúng không? Đấy. Chắc chắn nó sẽ không thể vượt đến 90% được đâu ạ. Vì cái phương pháp này thì thay đổi tham số thì thay đổi một chút thôi. Đấy, thế thì bây giờ các thầy cô có thể hoàn thiện cái bài tập này và cũng cứ thử thôi ạ. Và thay đổi một vài tham số xem cái mức độ thay đổi thế nào. Thì tất cả các cái code chương trình tôi đã đưa lên ở phần trên rồi, các thầy cô hoàn thiện nó trong khoảng 5 đến 10 phút nha. Rồi ta sẽ sang một cái mô hình mới để có thể cải thiện tốt hơn cái chất lượng của cái việc học máy này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một chút với việc cải tiến của cái phương pháp gọi là decision tree nhé. Nó có cái tên gọi là random forest. Thế thì trong phần này tôi sẽ giới thiệu đầu tiên là tổng quan về random forest, sau đó là thuật toán random forest, một số ví dụ và bài tập, và sau đó là vận dụng trên ngôn ngữ lập trình Python. Phần đầu tiên giới thiệu về random forest thì như phần trước chúng ta đã thấy là cái phương pháp decision tree thì đôi khi cái chất lượng nó không được cao, đúng không ạ? Đấy, phần đầu thì ta sử dụng thì nó đạt đến khoảng 70%, 69% gì đó. Thế thì về sau người ta có một cái ý tưởng đó là sử dụng random forest. Thực chất đây là một cái phương pháp phân loại tổng hợp. Đấy, nó được xây dựng từ nhiều cái cây quyết định hay nhiều cái decision tree, forest nó gọi là cái rừng. Như vậy mình có thể hiểu là từ rất nhiều cái cây thì mình sẽ xây dựng ra một cái gọi là cái rừng, và sau đó hệ thống sẽ phán định hoặc phân lớp là dựa trên rất nhiều cái cây này để tạo ra một cái bộ phân lớp mới. Thế thì tại sao lại có ý tưởng, thì cái nền tảng toán học của cái ý tưởng dựa trên cái rừng đó là dựa trên một cái bất đẳng thức gọi là bất đẳng thức Rensen. Đấy, bất đẳng thức Rensen phát biểu như sau ạ. Giả sử F là một cái hàm liên tục và lồi trên một cái đoạn Y nào đó, thì nếu như X1, X2 đến XN là thuộc vào Y lớn, thì khi đó chúng ta luôn luôn có là F của X1 cộng X2 cộng vân vân cộng đến XN chia cho N luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng F của x1 cộng fx2 cộng vân vân
cộng fxn chia n. Và cái dấu bằng hay dấu đẳng thức nó chỉ xảy ra khi x1 bằng x2 bằng xn. Và do vậy chúng ta sẽ áp dụng cái mô hình bài toán hồi quy này vào cái đẳng bất đẳng thức Remsen này vào cho bài toán phân loại hoặc bài toán hồi quy của chúng ta. Và chúng ta có thể hiểu rằng là việc áp dụng tổng hợp nhiều mô hình thì thường sẽ cho cái sai số nhỏ hơn hoặc bằng so với cái trung bình sai số của từng mô hình riêng lẻ. Đấy, thì đấy chính là ý nghĩa của bất đẳng thức Remsen. Và về sau người ta áp dụng mô hình đó cho cái mô hình của mình để tạo ra cái random forest. Đấy, tức là mình sẽ sử dụng nhiều cái cây quyết định và kết hợp lại để xây dựng ra một mô hình. Như vậy thì mình có thể hiểu tổng cái sai số của cái mô hình tổng hợp đó thì sẽ bé hơn hoặc bằng tổng sai số của việc sử dụng từng cái mô hình riêng lẻ. Do vậy thì thường chất lượng của random forest thường sẽ tốt hơn so với việc sử dụng cái mô hình gọi là decision tree rời rạc. Và trong cái phần này thì chúng ta để ý là có một cái kỹ thuật lấy mẫu nó gọi là bootstrap sampling. Thì thực ra đây là một cái kỹ thuật lấy mẫu gọi là có trùng lặp. Thực ra thì cái phần về lấy mẫu thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề đấy riêng. Đấy thì nó có nhiều cái cách khác nhau để mà lấy mẫu cho cái việc huấn luyện và việc train. Thì trong đó có một cái kỹ thuật gọi là bootstrap. Thì bootstrap chính là cái kỹ thuật lấy mẫu có trùng lặp trên cái tập dataset của mình. Có nghĩa là khi mình lấy ra một cái mẫu nhưng mình không loại bỏ nó đi và mình lại lấy tiếp, và cái mẫu đó có thể được trùng lại trong cái tập mẫu của mình nhiều lần. Và đối với random forest thì sẽ chỉ có một phần của vector đặc trưng chứ không phải là toàn bộ vector đặc trưng được sử dụng để mà chọn ra các cái đặc trưng nhằm phân tách dữ liệu. Hay nói cách khác, nếu như cái vector đặc trưng có độ dài là m thì người ta sẽ chỉ cần xác định ra một số lượng đặc trưng là n để mà huấn luyện thôi, với n thường bé hơn nhiều so với m ban đầu. Và người ta thường xác định theo cái hàm logarit cơ số 10 của m. Ví dụ đơn giản, chúng ta sẽ có 20 mẫu, 20 cái ảnh đại diện cho 20 cái vector đặc trưng, và mỗi cái vector đặc trưng có độ dài m bằng 10. Đấy, nếu như chúng ta muốn xây dựng ra một tập 20 cái vector đặc trưng từ 20 cái vector ban đầu ấy, dùng kỹ thuật gọi là bootstrap sampling ấy, thì cách thực hiện là chúng ta sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên. Đấy, giả sử là 12 vector đặc trưng và lặp lại trong 12 vector này để sẽ được 20 cái vector đặc trưng mới ấy. Ở trên là một cái ví dụ đơn giản về hình ảnh về việc lấy mẫu các cái ảnh để lấy trong đặc trưng ban đầu. Còn bây giờ chúng ta đi vào cụ thể là thuật toán random forest. Thế thì ý tưởng của thuật toán khá là đơn giản như sau. Đó là chúng ta sẽ chọn các mẫu một cách ngẫu nhiên từ cái tập dữ liệu đã cho. Tức là ta áp dụng cái phương pháp gọi là bootstrap sampling đấy. Sau đó ta sẽ thiết lập cây quyết định cho từng mẫu và nhận kết quả dự đoán từ mỗi cái cây quyết định đó. Sau đó sử dụng cái phương pháp gọi là bỏ phiếu hoặc là tính trung bình cho mỗi một cái kết quả dự đoán. Bước thứ tư là chọn kết quả dự đoán nhiều nhất, chính là cái dự đoán cuối cùng. Như vậy ta có thể nhìn thấy như cái hình ảnh ở bên trên, bắt đầu từ một cái gì ạ? Một cái tập dữ liệu huấn luyện ban đầu. Ta hình thành ra rất nhiều cái tập mẫu, tập con. Đó là tập mẫu 1, tập mẫu 2, vân vân đến tập mẫu N. Và với mỗi một tập mẫu này ta xây dựng ra một cái cây quyết định riêng, cây 1 đến cây N. Như vậy ta có nhiều cây, và tập kiểm thử của mình sẽ sử dụng cây 1, cây 2, tất cả các cây này, và sau đó sẽ tính dựa trên phương pháp trung bình cộng hoặc là phương pháp lấy mẫu.
Các thầy cô đợi tôi một chút nhé. Rồi chúng ta tiếp tục một chút nữa nhé. Thế thì đó là cái phương pháp gọi là random forest. Như vậy ta sẽ xây dựng trên từng cây này, và sau đó cái bước cuối cùng chúng ta có thể sử dụng phương pháp voting, tức là bình chọn ạ, theo cái nguyên tắc là lớn nhất hoặc là lấy trung bình cộng. Thế thì ưu điểm của random forest thì nó sẽ có cái độ chính xác cao hơn và thường sẽ không gặp vấn đề về overfitting, bởi vì khi nó kết hợp rất nhiều các cái cây lại với nhau ạ, và mỗi một cây thì thường sẽ có trên một cái tập mẫu khác nhau. Đấy, chính vì vậy mà tránh được cái vấn đề về overfitting. Tuy nhiên nhược điểm đó là xử lý chậm, bởi vì nó phải xử lý trên rất nhiều cây, phải hình thành rất nhiều cây để thực hiện việc hồi quy hoặc là cái việc phân lớp của mình. Thế thì bây giờ chúng ta cũng sẽ sử dụng cụ thể nhé, trên cái mô hình của bài toán của mình, và sử dụng theo cái phương pháp gọi là random forest này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái các thầy cô để ý này trên cái phần chat nhé. Chúng ta sẽ phân lớp cái cơ sở dữ liệu về iris, tức là các cái loài hoa đấy, dựa trên cái random forest. Thì sau đó các thầy cô sẽ thử tự mình đối sánh nhé về chất lượng xem thế nào. Thế thì cũng giống như các phương pháp khác, việc đầu tiên ta cũng đưa thư viện chương trình nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Như vậy ta vẫn dùng cái lệnh gọi là load iris thôi, giống như các bài tập trước đúng không? Tiếp tục các thầy cô sẽ tách hai phần là train và test. Tôi vẫn tách làm 70-30. Tiếp tục các thầy cô sẽ tạo bộ phân lớp dựa trên random forest nhé. Thầy vẫn đang ở màn hình chia sẻ của PowerPoint đấy. Không sao, ta nhìn trên cái phần tôi đang chat ấy. Được chưa nhỉ? Cái cửa sổ chat là cái code tôi đã copy vào đấy và tôi giải thích cho mọi người dễ hiểu rồi. Các thầy cô có thể copy ngay cái code ở trên phần chat đưa vào để thầy cô không phải gõ lại. Được chưa nhỉ? Trên cái phần cửa sổ chat ấy ạ. Đấy, thì mỗi một cái phần lệnh tôi đều đã giải thích ở trên đó rồi. Các thầy cô sẽ copy ngay và đưa vào nhé. Sau đó các thầy cô sẽ thực hiện việc huấn luyện dựa trên cái model đã tạo, tức là random forest đấy ạ. Cái huấn luyện ta vẫn dùng phương thức gọi là fit each train each train bình thường. Tiếp theo là chúng ta dự đoán dựa trên cái dữ liệu test. Phần trên thì ta đã tách riêng ra một phần test rồi,
Đấy, phần như vậy cái phần test của ta hiểu là ta không đưa vào trên huấn luyện. Như vậy cái mô hình của mình nó chỉ học trên cái dữ liệu huấn luyện thôi. Nó đơn giản giống như thầy cô làm một cái ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ấy và cho các em nó học hoặc luyện thi trên cái phần mình mang ra. Còn đến khi thi là mình lấy một cái phần độc lập để nó đảm bảo cái tính khách quan. Đấy, các thầy cô sẽ để lại một phần để mà kiểm tra cuối kỳ, ví dụ thế. Đấy. Thì đây là tôi dùng predict để test và in ra độ chính xác. Đấy, nếu các thầy cô mà chạy thử thì sẽ nhìn thấy nó sẽ báo cái kết quả khá là khả quan. Nó được 0,93333, tức là nó được khoảng 93% về độ chính xác, đúng không ạ? Đấy, các thầy cô thấy nó được cái độ chính xác là khoảng 93%. Như vậy ta thấy là kết hợp nhiều cái gì ạ? Decision tree thì ta thấy nó khá là ổn, ổn hơn khá là nhiều. Đấy. Tuy nhiên thì các thầy cô cũng sẽ để ý rằng cái việc cải tiến này đôi khi nó không hẳn là sẽ tốt cho mọi bài toán đâu. Thế thì bây giờ các thầy cô sẽ gì ạ? Hoàn thiện cái bài tập này nha. Sau đó sẽ sử dụng cái tập dữ liệu Pima để dự đoán cái người mắc bệnh và xem cái độ chính xác của cái phương pháp Random Forest là bao nhiêu nha. Đấy, để ta xem rằng liệu rằng Random Forest như vậy có là cải tiến tốt hay không, thực sự tốt hay không. Rồi bây giờ các thầy cô khoảng gì ạ? Ta dành ra khoảng 5 đến 10 phút để hoàn thiện hai cái nội dung đó nhé. Rồi, các thầy cô đã nhìn thấy cái màn hình mới tôi chia sẻ chưa? Thế rồi đúng không? Như vậy đây là cái đoạn chương trình mà ta cũng sẽ sử dụng Random Forest. Đấy, Random Forest để mà thực hiện việc phân lớp cho cái bài toán của mình đối với cái cơ sở dữ liệu Figma nhá. Đấy, phân lớp. Các thầy cô để ý giả sử tôi sẽ chạy cái chương trình đó cho cái bài toán Pima. Như vậy ta nhìn thấy là khi chạy thì ta nhìn thấy cái kết quả nó ra được cái accuracy đấy ạ. Đấy, các thầy cô nhìn trên phần chat tôi đưa ra nó được 0,8008. Như vậy nó xấp xỉ khoảng 80%. Đấy, như vậy ta thấy là với bài toán Pima nó cũng đã cải thiện được một phần về cái độ chính xác so với cái phương pháp mà mình đã sử dụng trước đây. Đó là Decision Tree, đúng không? Decision Tree thì đơn giản chỉ được chưa được 70%, đúng không? Đấy, nếu tối ưu thì được lên khoảng 77% gì đó. Đấy, khi ta sử dụng Random Forest thì chất lượng cũng được cải thiện đáng kể, đó là lên được cỡ 80%. Tuy nhiên nó vẫn còn cách khá xa là 93% so với việc ta dự đoán cho cái bài toán về các loài hoa iris. Bởi vì sao? Bởi vì các cái tập mẫu của mình ấy, nó phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu mẫu. Cái dữ liệu về Pima là một trong những cái dữ liệu phức tạp về chẩn đoán, về dự đoán về bệnh nhân. Ngoài ra thì chúng ta cũng chưa có bất cứ một cái thao tác gì xử lý để chuẩn hóa cái dữ liệu của mình trong cái mô hình mình sử dụng. Do vậy cái độ chính xác cũng chưa tăng lên được cao. Đấy. Chính vì vậy mà muốn tăng cao hơn về các độ chính xác cho các cái mô hình học máy thì thường ta cần phải có những cái bước đột phá. Đấy. Chứ còn với cứ quanh quẩn quanh mấy cái phương pháp về hồi quy vân vân xác suất thì thực sự là sẽ chưa đạt được cái kỳ vọng như mong muốn. Chính vì vậy mà về sau người ta đưa ra nhiều phương pháp mới và nổi bật nhất trong đó đó là phương pháp học máy dựa trên mạng neuron. Đấy, thì buổi chiều nay tôi sẽ giới thiệu tổng quan về mạng neuron và đó chính là phương pháp học máy mà hiện tại đang được áp dụng nhiều nhất. Đấy. Còn một cái chủ đề khác là học sâu là deep learning.
thì các thầy cô sẽ tự tìm hiểu thêm vì cái thời gian nó cũng tương đối ít. Chắc là tôi cũng chỉ giới thiệu sơ bộ về cách thức thôi. Đấy, còn chiều thì chúng ta sẽ tìm hiểu cơ bản về học máy với mạng neuron. Còn buổi sáng thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Chào các thầy cô. Vâng, em xin thay mặt lớp cảm ơn thầy Toàn ạ. Vâng, Rồi, nhưng mà các chào em các không nghỉ chiều nay, thầy các thầy cô cô tiếp nhé. tục và các thầy cô nhớ chiều nay mình vào đúng giờ là 14 giờ như thầy cô nhé. Em chào thầy ạ, em chào cô ạ. Rồi, chào các thầy cô. Vâng, chào thầy cô.